Cô đã yêu quý sau chặng đường dài trong suốt 30 năm qua, chắc chắn trong lễ tổng kết cuối cùng dưới mái trường này, các con có rất nhiều điều muốn nói. Hãy ghi vào lòng mình những cảm xúc của ngày hôm nay. Hãy thấu hiểu công ơn dạy dỗ của thầy cô và nghĩa sinh thành của các con ca này và hạnh phúc khi được làm thành viên của đại gia. Kính thưa quý vị và các con hòa bình, tiến lên trước bục danh dự cho giấy chứng nhận khai trường và động viên cho các bé đã xuất sắc hoàn thành chương trình học mầm non. Xin trân trọng kính mời sơ. Xin chúc mừng bé Phan Nguyễn Minh Khôi. Xin chúc mừng bé Phạm Đăng Khôi.
chúc mừng bé Trần Nguyễn Phát Đạt. Xin chúc mừng bé Nguyễn Đào Minh Xuyên. Xin chúc mừng bé Trần Kiến Phát. Xin chúc mừng bé Nguyễn Đào Minh. Xin chúc mừng bé Phạm Đình Phong. Chúc mừng bé Hà Trắng Hơn. Xin chúc mừng bé Quỳnh Phúc Vân. Xin chúc mừng bé Nguyễn Duy Khánh. Xin chúc mừng bé Nguyễn Trần Huy Hoàng. Xin chúc mừng bé Nguyễn. Cô còn dạy cho chúng con biết đạo đức phải luôn giữ
chúng con ba mẹ đã cho chúng con đến trường cây chủ nhân ba ba mẹ ôi cứu con để ba mẹ được vui lòng. Thưa quý cô, chúng con sắp tạm biệt ngôi trường và theo ba nơi này rồi, chúng con phải xa cô, xa các em nhỏ. Chúng con muốn nói với các em lời chào tạm biệt. Các em thân mến, thế hệ sang năm các anh chị không cần học chung với các em nhóm lớp của Thảo ơi. Sao lại chuẩn bị hát nha, rồi hai bàn tay luồn xuống.
place.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.